Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 3 tháng 6 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc. Vào lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm bão ở trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 240 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực giữa Biển Đông có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Trên đất liền, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão tác động nhiều đến thời tiết khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Trong ngày mai, khu vực này xuất hiện mưa dông với lượng khá. Trong cơn dông có khả năng kèm theo gió giật mạnh gây nguy hiểm. Còn lại, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, ban ngày vẫn có nắng nên thời tiết khô ráo hơn. Nhiệt độ toàn miền dao động từ 31 cho đến 34 độ và 29 cho đến 32 độ. Ở phía Nam, trong tối nay và chiều tối mai, mưa dông vẫn có khả năng lặp lại ở hầu khắp các nơi trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó có những điểm có mưa vừa đến mưa to cùng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông. Thưa bà con, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài, hiện nay trên các vườn sầu riêng, bưởi hay là chôm chôm thường bị bệnh đốm rong gây hại và phát triển mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Bệnh đốm rong là một trong những bệnh phổ biến trên cây trồng. Để quản lý bệnh đốm rong, bà con nên áp dụng các biện pháp phòng là chủ yếu. Bà con nên chăm sóc cho cây phát triển khỏe mạnh, tưới nước đầy đủ trong mùa khô và thoát nước tốt trong mùa mưa. Hàng năm sau thu hoạch, bà con nên vệ sinh vườn cây, cắt bỏ và tiêu hủy những cành già, lá già nhiễm bệnh, cành nằm trong tán không có khả năng cho quả để tạo thông thoáng vườn cây. Vườn cây trồng với mật độ vừa phải, hợp lý, không trồng quá dày, bón phân đầy đủ và cân đối, tránh bón thừa đạm và nhất là không phun phân bón lá định kỳ, tăng cường bón phân hữu cơ để cải thiện đất, hạn chế các yếu tố bất lợi cho sự sinh trưởng của cây. Khi phát hiện bệnh đốm rong xuất hiện trên lá, bà con có thể sử dụng thuốc gốc đồng hoặc thuốc gốc lưu huỳnh phun trên lá. Nếu bệnh trên thân, cành, có thể sử dụng thuốc gốc đồng pha dặm, đặc quét lên thân cành. Trên những vườn thường xuyên bị nhiễm bệnh đốm rong, có thể dùng vôi quét lên thân vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa để phòng ngừa bệnh. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 cho đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở vùng núi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông tập trung ở phía nam khu vực. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, cần đề phòng dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Lùi xuống các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió đông đến đông nam cấp 2. Quý vị cần đề phòng dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 83 cho đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.